Chào quý vị các bạn, thì sau đây công ty View Việt chúng tôi xin giới thiệu với quý vị về cái máy cắt dây đai XQD19 của hãng HPS. Thì khi mua về chúng ta sẽ có cái hộp đây. Đó, tôi sẽ ở đây nó sẽ có cái catalog hướng dẫn sử dụng. Đó. Thì ở đây chúng ta sẽ có thêm các cái tô vít này, cái cà lê vân vân để chúng ta tiến hành chúng ta lắp đặt và các cái lục giác. Rồi chúng ta mở ra chúng ta sẽ thấy được cái máy siết dây đai XQD19. Thì đây nó sẽ có dầu nhá, dầu đây là loại sử dụng hơi khí nén. Thì chúng ta sẽ lấy cái máy ra đây. Thì cái máy đây là cái máy siết dây đai. Thì đây tôi xin giới thiệu về cái cấu tạo của máy nhá. Thì chúng ta sẽ có đây là cái đường vào hơi này, cái đường hơi này. Một đây là cái nút để siết dây nhá. Khi chúng ta cầm thì chúng ta sẽ nhấn để chúng ta siết dây. Thì ở đây á thì nó sẽ có ở dưới này, phía dưới này nó sẽ có thêm một cái nấc để siết dây luôn này. Siết dây này, siết chặt này. Đó, sau đó đến một cái mức độ siết chặt thì chúng ta sẽ nhấn vào cái nút đỏ này để cắt dây đai nhé. Đó, thì cái máy đây hoạt động bằng khí nén đó, với độ bền cao, thiết kế đẹp. Đó, chúng ta có thể nhìn đây chi tiết cái máy siết dây đai XQD19 của hãng HPS. Đó, mà nhìn nhá, máy siết dây đai XQD19. Đó. Thì trên đây thì công ty View Việt chúng tôi đã giới thiệu với các bạn về cái máy siết dây đai XQD19 của hãng HPS. Thì hy vọng quý khách đã có thêm nhiều lựa chọn cho mình. Thì để ủng hộ kênh á, thì quý khách vui lòng like, share và subscribe để nhận được các clip mới nhất, giới thiệu các sản phẩm mới nhất và các sản phẩm tốt nhất. Thì một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Chào tạm biệt quý khách, chúc quý khách thành công.